Thành phố Vĩnh Yên là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của tỉnh. Để xây dựng đô thị văn minh hiện đại, thành phố đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, đồng bộ, nâng cao hiệu quả quản lý, từng bước lập lại trật tự đô thị và an toàn giao thông trên địa bàn. Nhằm đảm bảo trật tự đô thị, thành phố Vĩnh Yên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định về trật tự đô thị, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh, buôn bán, tập kết vật liệu xây dựng, giữ cho đường thông hề thoáng, góp phần đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Chúng tôi thường xuyên cũng là phối hợp với bên đô thị của phường, cũng là thường xuyên nhắc nhở, nhưng trong đó cũng không ít người là cũng vẫn có những cái hành vi là cố tình vi phạm lấn chiếm, báo cáo đồng chí đấy, và chúng tôi cũng đã phối hợp nhiều lần và lập biên bản và cũng có thu bằng hiện vật và chuyển về ủy ban phường để cơ quan chức năng giải quyết. Từ đầu năm đến nay, đội trật tự đô thị thành phố Vĩnh Yên đã phối hợp với các phường, xã tiến hành nhiều đợt ra quân lập lại trật tự đô thị, xử lý giải quyết triệt để tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh buôn bán. Thành phố Vĩnh Yên cũng yêu cầu các đơn vị địa phương thực hiện tốt công tác duy trì trật tự đô thị sau giải tỏa, xử lý vi phạm. Đội thường xuyên phối hợp với ủy ban nhân dân các xã phường ra quân xử lý kiên quyết triệt để các trường hợp lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, các trục đường thường xuyên vi phạm. Những hộ vi phạm thì chúng tôi tuyên truyền để cho các hộ hiểu chấp hành đúng pháp luật. Còn những hộ mà cố tình vi phạm thì chúng tôi thiết lập hồ sơ thu giữ triệt để xử lý đúng quy định của pháp luật. Để nâng cao hiệu quả quản lý trật tự đô thị cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân, nâng cao trách nhiệm quản lý địa bàn của các địa phương, đơn vị, thành phố Vĩnh Yên tăng cường các biện pháp kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm hành lang giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn.